Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Chuyên gia bình luận về khả năng Ukraine sử dụng vũ khí NATO tấn công lãnh thổ Nga. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, hôm 24 tháng 5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với tờ The Economist rằng các nước phương Tây nên dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí bên trong lãnh thổ Nga. Tờ báo cho hay mục tiêu của ông Stoltenberg là hạn chế Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS và các loại vũ khí khác bên trong lãnh thổ Nga, ngoại trừ Crimea và các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào nước này hồi tháng 9 năm 2022. Ngày 27 tháng 5, Hội đồng Nghị viện NATO, NATO-PA, cơ quan tham vấn liên nghị viện đã thông qua tuyên bố 489 kêu gọi các thành viên của khối dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí của họ tấn công các mục tiêu hợp pháp của Nga. Đại diện NATO-PA từ 9 quốc gia được cho là không ủng hộ sáng kiến này. Trước đó, Italy và Đức đã lên tiếng phản đối đề xuất này vì cho rằng nó có thể dẫn đến một cuộc chiến lớn giữa Nga và NATO. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng không cho phép Ukraine tự do sử dụng vũ khí chống lại Nga. Ông Scott Ritter, nhà phân tích quân sự và cựu sĩ quan tình báo của Thủy quân lục chiến Mỹ cho hay, Mỹ đã nêu rõ rằng nước này không ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí. Đã có một số cuộc tranh luận, thảo luận và đối thoại trong nước nhằm đảo ngược chính sách này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn tiếp tục áp đặt các hạn chế. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên NATO có quyền quyết định có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công Nga hay không. Bất chấp lời kêu gọi của ông Stoltenberg hoặc tuyên bố không ràng buộc của NATO-PA. Theo ông Ritter, thực tế là cho đến nay NATO, một tổ chức không chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn với Nga, đã thực hiện chính sách tránh leo thang xung đột Ukraine và ngăn chặn một cuộc đối đầu toàn diện với Nga. Ông Michael Malop, cựu nhà phân tích chính sách an ninh cấp cao của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, lập luận mấu chốt của vấn đề là các quốc gia thành viên NATO chưa chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga. Tất cả các quốc gia NATO sẽ phải chuyển đổi nền kinh tế của họ từ nền kinh tế dịch vụ sang nền kinh tế sản xuất đầy đủ thời chiến. Và họ không có khả năng làm điều đó, họ không thể duy trì nó. Phải mất nhiều năm họ mới làm được điều đó, ông Malop nói. Cựu nhà phân tích của Lầu Năm Góc cho biết thêm, giới lãnh đạo các nước châu Âu như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và những quan chức khác ở Italy và Đức có lẽ sẽ lên tiếng phản đối cuộc đối đầu toàn diện với Nga. Hãng thông tấn Ancronaut dẫn lời Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho hay, chúng tôi sẽ không cử một binh sĩ Italy nào đến Ukraine và các thiết bị quân sự mà Rome hỗ trợ sẽ chỉ được sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Tajani lưu ý thêm rằng Italy là một thành viên của NATO và mọi quyết định phải được đưa ra tập thể. Giới chuyên gia tin rằng, việc ủng hộ Ukraine sử dụng vũ khí NATO xuất phát từ sự tuyệt vọng của Liên minh xuyên Đại Tây Dương trước những thất bại quân sự liên tiếp của Kiev trên chiến trường. Đầu tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với The Economist rằng Paris có thể sẽ triển khai lực lượng tới Ukraine nếu tiền tuyến bị phá vỡ và Kiev chính thức yêu cầu hỗ trợ. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với hãng tin Reuters rằng Anh đã cho phép chính quyền Kiev tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà nước này cung cấp. Về phần mình, Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên can dự sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Nga lên án những tuyên bố của ông Macron là mang tính khiêu khích và có nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa. Bình luận về tuyên bố của ông Cameron, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Ngoại trưởng Anh trên thực tế đã xác nhận rằng phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga bằng cách sử dụng người Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm. Ông Larry Johnson, quan chức tình báo CIA đã nghỉ hưu và quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lặp lại quan điểm. Về mặt khách quan, thực tế là NATO không có khả năng leo thang chiến tranh và duy trì nó. Ba Lan mua nhiều tên lửa tầm xa của Mỹ. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Đông Âu, ngày 27 tháng 5, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho hay nước này chuẩn bị mua số tên lửa tầm xa trị giá 677 triệu euro, tương đương 735 triệu USD của Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ nhằm chống lại các mối đe dọa tiềm tàng. Hợp đồng là một phần của quá trình hiện đại hóa nhanh chóng quân đội Ba Lan, vốn được đẩy nhanh sau cuộc xung đột Ukraine-Nga. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ba Lan có đoạn, cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh tầm quan trọng của việc có thể phóng tên lửa vào các mục tiêu ở xa tiền tuyến và tầm phóng của số tên lửa được mua là khoảng 1.000 km. Bộ này cho biết thêm số tên lửa này sẽ được chuyển giao trong khoảng thời gian từ năm 2026 đến năm 2030.
Ba Lan đã tăng ngân sách quốc phòng lên khoảng 4% tổng sản phẩm quốc nội GDP, mức cao nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nước này cũng đã tiến hành một loạt thương vụ mua thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ USD, chủ yếu từ Mỹ và Hàn Quốc. Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ đã cho phép quân Pháp tới Ukraine làm nhiệm vụ. Theo thông tin từ báo tin tức, chỉ huy hàng đầu của quân đội Ukraine cho biết Pháp sẽ sớm bắt đầu gửi quân tới Ukraine để làm nhiệm vụ huấn luyện các lực lượng Ukraine tại quốc gia đang bị tàn phá bởi cuộc chiến với Liên bang Nga. Theo báo Telegraph, ngày 27 tháng 5, tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky cho biết, sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu, ông đã ký các giấy tờ cho phép giảng viên quân sự Pháp đến thăm các trung tâm huấn luyện của Ukraine. Viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, tướng Syrsky hoan nghênh sáng kiến của Pháp gửi giảng viên đến Ukraine để huấn luyện quân nhân Ukraine. Đồng thời cho biết thêm, tôi đã ký các văn bản cho phép những giảng viên người Pháp đầu tiên sớm đến thăm các trung tâm đào tạo của chúng tôi và làm quen với cơ sở hạ tầng và đội ngũ nhân viên ở đó. Tướng Syrsky tin rằng quyết tâm của Pháp sẽ khuyến khích sự tham gia của các đối tác khác, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về đợt triển khai quân đầu tiên của Pháp. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết khả năng này đã được đề cập nhiều lần và việc huấn luyện trên đất Ukraine là một trong những dự án được thảo luận kể từ hội nghị hỗ trợ Ukraine do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì vào ngày 26 tháng 2 năm 2024. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, giống như tất cả các dự án được thảo luận vào thời điểm đó, bước tiếp theo sẽ là chủ đề làm việc với người Ukraine, đặc biệt là để hiểu rõ nhu cầu chính xác của họ. Tại hội nghị hỗ trợ Ukraine hồi tháng 2 năm 2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khiến người ta phải kinh ngạc khi nói rằng không loại trừ khả năng phương Tây gửi quân tới Ukraine. Sự can thiệp này đã gây ra sự chia rẽ trong nội bộ NATO khi các quốc gia thành viên của Liên minh quân sự này cho rằng việc triển khai quân chiến đấu ở Ukraine có thể gây nguy cơ leo thang với Nga. Hai nước chủ chốt của châu Âu là Anh và Đức đã lên tiếng phản đối đề xuất của ông Macron. Tuy nhiên, ba quốc gia vùng Baltic, những nước được cho là dễ bị Nga tấn công nhất nếu Moscow thành công trong cuộc chiến chống Ukraine, tỏ ra cởi mở hơn nhiều trước đề xuất của Tổng thống Pháp, nhất là Litva. Từ hồi tháng 3 năm 2024, Ngoại trưởng Litva, ông Gabrielius Landsbergis đã nói thẳng rằng Nga không có quyền nói với chúng ta rằng chúng ta nên giúp đỡ Ukraine như thế nào trong những tháng hoặc trong những năm tới. Công việc của Nga không phải là tổ chức hoạt động cho chúng ta hay đặt ra các ranh giới đỏ, vì vậy chúng ta sẽ tự mình quyết định việc này. Sau đó, vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Litva Ingrida Simonite đã nói với tờ Thời báo Tài chính FT rằng bất chấp các mối đe dọa hạt nhân của Nga, đất nước của bà sẵn sàng gửi quân đến Ukraine để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.